Ôi, chào tất cả các anh em nha, đã quay trở lại. Hôm nay thì mình sẽ đi review cái vườn quýt đường của thầy Minh ở Chơn Thành, Bình Phước. Đây là cái vườn quýt đường hữu cơ 100%. Đó, 100% nhìn các bạn nhìn thấy cỏ không? Thấy phái không? Hữu cơ, không có sử dụng thuốc. Gọi là sử dụng thuốc xịt, thuốc cỏ rồi là thuốc hóa học. Nói thẳng ra là không có hóa học gì hết. Bây giờ tôi kiểm chứng cho các bạn luôn, là tí nữa tôi hái tôi ăn luôn các bạn. Đang quay thì nói chung là cái tay cầm mà nó cũng hơi khó. Các bạn có thể nhìn cái lá ở đây, thì các bạn sẽ kiểm chứng, mình bứt một cái lá cho các bạn coi nha. Để tí lại cái lá nè. Cái lá ở đây nó bị đốm. Đây. Nó bị đốm. Còn cái trái á, sinh học các bạn thấy không? Nó lắng kịnh luôn. Đây là một trong cái quy trình hữu cơ 100%. Thì khi các bạn biết rằng khi mà cái nguồn hữu cơ chúng ta là cỏ, không xịt thuốc cỏ, bảo vệ môi trường, hoàn toàn là 100% hữu cơ. Các bạn nhìn thấy xanh không cái vườn đây, khi các bạn biết đi từ đây xuống dưới kia là rất là xa luôn, xa mít mùa đông luôn. Đó sao cái quýt đường ở đây thì bán ở siêu thị, thì vừa rồi thầy Minh cũng tiết lộ luôn, cái vườn của thầy Minh là thu hoạch đó là 60 tấn. Thì các bạn tính đi, 60 tấn thì trung bình giá nó nằm ở 27.000 một tấn, 27.000 một ký. 27.000 một ký là bán cho siêu thị Bách Hóa Xanh nữa. Bách Hóa Xanh siêu thị là nó xuống nó dành nó mua. Đấy, nó mua hữu cơ. Nó xuống nó kiểm chứng cái vườn. Đó, các bạn nhìn thấy cỏ không? Cỏ mà tôi ngồi mà bà mẹ lúc luôn rồi, thấy không? Đó, cỏ nó giúp cho cây trồng của chúng ta là mát mẻ. Thứ nhất, không bị trái bị tán xạ ánh sáng. Cái thứ hai nữa là cỏ nó sẽ giúp cho chúng ta là giữ ẩm vào mùa nắng, và mùa mưa thì nó sẽ là không có rửa trôi và không có bào mòn cái đất của chúng ta. Rễ cỏ thì nó len lỏi dưới đất để nó làm cho tơi xốp. Đây, nó làm cho tơi xốp đất. Còn hữu cơ thì các bạn biết rồi, khi mà cỏ như này thì các bạn cứ lấy cái cây mà cái cỏ ấy, đúng không? Cây cái cỏ mình cắt thì nó nằm rập xuống, nó tạo cho mình nguồn hữu cơ 100%. Thì đây là một trong thầy Minh ở đây, là mình phải gọi là thầy. Đây là một trong những mà người đi đầu về cái phương thức mà hữu cơ, trồng hữu cơ. Cái mặt mình nó quay nó hơi sáng chút xíu. Ngay bây giờ nó tóc lại rồi. Thì đây cái đợt trái này thì thầy Minh đã hái cái đợt này, đợt thứ hai rồi. Cổ thứ hai rồi. Đó. Nhưng mà cái đợt này còn, đây là đợt thứ hai này, hái một đợt đầu rồi, đợt trái là đợt thứ hai. Các bạn đi vào đây là thấy rất là mịn mùng, và cảm giác của các bạn sẽ thấy là rất là thích đi về đây. Rất thích về đây. Nó trao cho ta một cái hiền hòa, và cái cuộc sống chúng ta thấy nông dân nó hiền hòa. Thực ra các bạn á, làm nông các bạn cũng phải có một đam mê, và cái thứ hai nữa, và có một cái ít nhất là về kỹ thuật, tìm hiểu. Nhiều khi anh em nói trồng cỏ ở đây rồi cỏ nó ăn phân. Không có, không có. Cỏ nó mang lại chúng ta rất là nhiều điều lợi. Như nãy giờ mình nói, thì thầy Minh vừa rồi bán 60 tấn. Thì tính ra là nếu mà trừ chi phí hết rồi là ông kiếm khoảng 3 tỷ. 3 tỷ. Nói thẳng luôn, một cái con số khủng khiếp, 3 tỷ. Cứ 3 tháng làm lần bán lần. Quýt thì nó ra đều. Thì 3 tháng bán lần. Đây thì quay cho các bạn coi luôn là cái chùm, những cái chùm quýt này. Mình chỉnh cái camera trước cho nó hình cái tay nó chè. Đây, những cái chùm quýt đường này các bạn thấy không? Nó bóng lưỡng, nhưng mà cái lá nha, mình quay cho các bạn coi luôn nha. Tí nữa ngoài cái lá nha. Cái lá nó như thế này. Cái lá nó sẽ cảm giác các bạn này nhìn thấy này. Các bạn thấy rõ không? Cái camera chỗ nào? Đây. Nó bị đốm đó, ánh sáng đó, nó bị đốm. Đốm. Có nghĩa là không có phun bất kỳ một cái loại thuốc nào hết, bất kỳ một cái loại hóa học nào hết. Nó là như vậy. Nhưng cái hữu cơ các bạn biết, thấy cái trái không? Nhìn cái guồng đây, thấy cái trái nó bóng lưỡng không? Mà cái lá nó này, nó bị nám. Nó bị nám và bị sâu luôn. Nhưng mà không, cái này bị sâu cái gọi là cái gì đó, nhưng mà cái gọi là cái nám của nó. Nhưng mà không có phun gì hết. Không có phun một bất kỳ một cái hóa học. Đây là hữu cơ 100%. Nên là nhiều khi ấy, con đường hữu cơ nó cũng rất là thênh thang, rộng lớn, rất là bao la. Bây giờ thì hồi xưa thì người ta, ông bà ta, một cái thời trước năm 1945, hồi xưa đó tôi chưa sinh ra, nhưng mà tôi biết hồi xưa làm gì có hóa học mà sử dụng. Chúng ta sử dụng nguồn hữu cơ. Sau đó thì hội nhập thì chúng ta mới nhập về hóa học. Sử dụng hóa học tốt một thời gian thì bà con nông dân chúng ta chán rồi. Bây giờ phải quay về con đường hữu cơ, mà hữu cơ vi sinh.
Đây là anh bạn đồng nghiệp của tôi, anh đi suốt cái hành trình của tôi từ Nam ra Bắc. Anh hút cái điếu thuốc, tôi cầm cho, hút điếu thuốc. Đây là anh tên Kỷ, ảnh tên là Nguyễn Quang Kỷ, rất là đẹp, trái rất là đẹp. Cái này thì chúng tôi vô vườn bà con ở đây cho, gọi là mang những cái món quà rất là ý nghĩa, cái giá trị tinh thần rất là cao. Anh em của chúng tôi là vào đây review lâu lâu rồi đi những con đường, rồi chúng tôi ghé vào những cái vườn để tham quan, cũng như là mang một ít cái phần quà. Nếu mà chúng tôi về thành phố thì mang một ít phần quà về cho anh em ở văn phòng, cũng như là anh em bà con hàng xóm. Đây ba trái này chắc hái luôn đi Kỷ ơi, sẵn cô cho luôn, hái đầy bịch luôn. Để nó hái đi về cho mấy anh em văn phòng. Thì lâu lâu vậy, cái điếu thuốc này thì cầm thôi, cũng vô vườn thôi để cho anh hút. Mình không hút thuốc, mình lớn rồi bỏ thuốc. Rồi miệng nó hái gì? Sao? Hái đi vậy đủ rồi. Hái ai biết em thì em muốn hái thêm bao nhiêu ký? Mười mấy ký, hái không đủ 40 ký đi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình cũng đi tham quan cái xíu cái vít đường để mình hái thêm. Nó hái mười mấy ký không đủ đâu, nói chung như anh cũng lâu lâu xuống đây một lần. Đấy các bạn có thể nhìn thấy là cái thảm cỏ thực vật. Nên khi mà anh em có một cái hướng đầu tư về nông nghiệp thì anh em nghĩ đến con đường hữu cơ, nghĩ đến ngay một con đường hữu cơ vi sinh 100%. Đó, một con đường hữu cơ thì anh em cũng có thể nhìn thấy là những cái trái nó rất là bóng. Nhiều người sẽ lầm tưởng rằng là những cái trái bóng nó xịt thuốc xịt đồ, không có đâu nha, bảo đảm luôn. Cái này, những cái trái này mình sẽ mang về cho vợ cho con luôn đó, cho mọi người luôn ở xung quanh hàng xóm. Mọi người thấy không, đây là những cái con đường mà thênh thang, xanh sạch, ok không mọi người? Nhớ like và subscribe ủng hộ nha, bye bye.